ăn đi con. Sao vẫn toàn là cá thế hả mẹ? Sắp thi rồi, ăn cá cho thông minh thì học mới vào được chứ con. Nhưng mà đây là bữa thứ 3 liên tiếp con ăn cá rồi đấy ạ. Con ngán lắm rồi. Không ăn cá thì con ăn canh cho đỡ ngán vậy. Thì em, con thích ăn gì thì cứ kệ cho con ăn. Không ăn cá thì ăn hết bát canh này cho mẹ, không nói nhiều. Con không thích. Mẹ luôn áp đặt tôi phải làm theo ý mẹ. Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Chào cô. Đi đâu đây? Con đi chơi với bạn tí mẹ nhá. Thôi không muốn đi đâu hết, ở nhà với mẹ. Con có biết ở ngoài đường xảy ra biết bao nhiêu là tai nạn, mẹ không yên tâm đâu. Mẹ, nhưng mà bạn con đang đợi ngoài kia hết rồi. Không đi đâu hết, ở nhà là ở nhà. Ôi, sao đấy? Khiếp, mẹ có linh kinh ấy. Bảo bảo quá thể. Mẹ lúc nào cũng coi tôi như một đứa trẻ mấy tuổi, không hề có niềm tin rằng tôi đã có thể tự lập được. Nhắn tin. Bây giờ con muốn mẹ phải như thế nào? Hay để mẹ phát điên con mới hả ra? Thế bây giờ mẹ muốn con phải thế nào? Mẹ vô lý vừa vừa thôi. Mẹ không cho con đi chơi, ép con ăn, không cho con dùng điện thoại. Đi vào phòng thì không bao giờ gõ cửa. Con phát điên lên vì mẹ rồi đấy. Mẹ độc đoán, luôn muốn kiểm soát tôi và ngăn cản cả tương lai của tôi nữa. Bố, mẹ, con muốn đi du học ạ. Không có du học du ý gì hết. Con gái mới lớn, ở nhà cho lành, không có đi đâu hết. Nhưng mà con muốn đi học nước ngoài, con lớn rồi mà mẹ. Không là không. Bố, Kiều Minh, ra nước ngoài, cuộc sống không đảm bảo, chi phí thì đắt đỏ. Học ở nhà, rồi kiếm việc, lấy chồng, đẻ con cho tôi. Tại sao lúc nào mẹ cũng áp đặt con? Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi có phải do mẹ tôi đẻ ra không nữa? Mẹ tôi quá đáng lắm. Lúc nào mẹ cũng áp đặt, cấm cản mọi thứ. Tại vì mẹ chỉ có mỗi mình cậu, nên tất nhiên sẽ lo lắng khi cậu xa rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn đi du học như cậu cơ. Tớ thì chỉ muốn về nhà thôi. Tớ mong mỗi ngày được gặp cậu, được ăn cơm với bố mẹ. Ở bên này chán lắm. Cái gì đấy con? Con đỗ một trường đại học ở bên Mỹ rồi ạ. Ai cho phép con tự ý đăng ký du học? Con bỏ qua lời mẹ đúng không? Thế này là hết cơ hội rồi đúng không? Bỏ ngay cái ý định này đi. Con ghét mẹ. Mẹ vẫn vậy, bảo thủ và quá đáng. Không thể cam chịu được nữa. Ôi, con xin lỗi bác ạ. Này, tình hình bệnh dịch đang rất phức tạp. Cháu đeo ngay khẩu trang vào và về nhà cho an toàn. Dạ vâng ạ. Dũng à. Linh ơi, chỗ Tuấn đang bùng dịch nguy hiểm lắm. Du học sinh đang phải rời khỏi Mỹ rồi, có biết tin chưa? Sao lại thế được không? Cậu vào mạng xem ngay đi. Giờ tôi về làm sao? Mẹ ghét bỏ,
Dù học cũng không xong, tôi biết phải làm gì đây? Linh ơi, con về nhà ngay, mẹ nhập viện rồi. Bố, bố ơi, mẹ làm sao đây hả? Mẹ ngất ngay sau khi con bỏ đi. Mẹ, mẹ ơi, Trinh ơi, đừng bỏ mẹ, Trinh, Trinh. Đây không phải lần đầu tiên mẹ gọi nhầm tên tôi như vậy. Tôi nhiều lần gặng hỏi, nhưng bố vẫn không nói bí mật của mẹ. Trinh, Trinh ơi, đừng bỏ mẹ. Trinh. Bức hình này là anh con hồi bé đúng không ạ? Đây là Trinh, chị gái con. Trinh mất khi vừa tròn 3 tuổi vì bị tai nạn giao thông. Mẹ chở chị trên đường, vừa đi vừa nghe điện thoại thì bị một người say rượu đi xe máy đâm phải. Cú sốc đó khiến mẹ con ám ảnh, anh ấy ân hận một thời gian dài và từ phải hiểu chị tâm lý. Tại sao chuyện như thế này mà bố mẹ không kể cho con biết ạ? Mẹ không cho bố nói vì lo con hoảng sợ. Mẹ từng phải uống thuốc an thần hàng tháng. Anh chăm sóc chị cẩn thận. Hiện tinh thần chị còn hoảng loạn và ảnh hưởng tới tâm tính, nên anh cần hết sức thông cảm, chia sẻ với vợ. Mẹ luôn cho rằng lỗi là ở mẹ khiến chị mất. Thời gian gần đây vì chuyện của con nên bệnh của mẹ tái phát. Mẹ sợ mất con, lúc nào cũng sợ mất con. Vì sau khi sinh con, mẹ không bao giờ có khả năng mang thai được nữa. Mẹ con luôn có một nỗi sợ rằng Linh nó sẽ bỏ mình đi à anh? Một ngày nào đó con sẽ giống Trinh, biến mất rồi xa mẹ mãi mãi. Tóc sâu 50.000 một sợi nha. Ơ, sao hôm nay đắt thế? Mọi hôm có 10.000 thôi mà. Cái gì cũng phải lên giá chứ. Hôm nay tâm trạng công chúa đang không vui. Chắc lại do từ sáng bạn trai chưa gọi điện đúng không? Tại sao mẹ gọi không nghe máy? Con đi sinh nhật bạn có một tí, mẹ gọi nhiều quá cháy cái máy. Em ơi, hay là mình mua cái máy rửa bát này đi. Năm nay cái Linh nó thi đại học, nhiều khoản phải chi lắm. Mẹ dậy rồi á? Mẹ có làm sao không? Con vô tâm, con sai rồi. Mẹ ơi, con không đi du học nữa đâu mẹ. Con sẽ ở nhà với mẹ, không đi đâu nữa. Bây giờ tôi có đồng ý cho cô đi thì cô cũng không đi được đâu. Mẹ. Ơ, trường này hay đấy nhở, lại còn được học cả võ này. Hai Linh. Này, tớ bảo,
Tớ vừa tìm được một trường mà dù hiện tại chưa được ra nước ngoài nhưng vẫn được trải nghiệm môi trường quốc tế, lại còn có cả học bổng nữa. Quan trọng nhất ý, là được ở gần bố mẹ với cả cậu. Lần này tớ về Việt Nam hẳn luôn, về học luôn ở Việt Nam. Tớ nhớ bố mẹ, nhớ cậu quá rồi. Tớ tìm hiểu được vài trường, thầy có đại học FPT là sẵn sàng tiếp nhận du học sinh nước ngoài về nước học tập. Tớ vừa đăng ký hôm qua rồi đấy. Này, đấy cũng là trường tớ định đăng ký mà. Yeah! Nào, chúc mừng Linh đạt được học bổng đại học FPT. Đô! Thế là mẹ yên tâm rồi. Học xong có ngay công việc ổn định. Từ giờ tha hồ mà trải nghiệm nhá. Này. Ôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Ăn đi các con. Hôn nhau mà cũng phải đeo khẩu trang á? Thì mẹ nói đúng rồi còn gì nữa. Đeo vào. Mẹ tôi vẫn kỳ lạ như thế. Nhưng tôi biết không ai thương tôi như mẹ. Đại học FPT hân hạnh mang đến bộ phim này.